action. Rồi hôm nay thì mình sẽ huấn luyện lại một số kỹ năng cơ bản nha chị em, đang thiếu rất là nhiều mà sẽ không ngờ mình sẽ thiếu vậy luôn. Đầu tiên đó là những ai ở đây đang có cái file quản lý khách hàng của mình rồi, cái file đó là như thế nào, Linh Giang, file đó của em như thế nào? Dạ, file của em thì tên, Gmail, điện thoại, những cái gì mà khách nói liên quan tới tính cách của khách. Ừ, nói gì nữa? Địa chỉ. Ừ, nói gì nữa? Nếu mà khách nào mà đang quan tâm gì thì em đánh vào, hoặc là đang có đang chăm sóc thì mình đập tô đậm vào. Ừ. Còn khách nào mà vừa vừa thì nhặt nhạt chứ. Rồi ok. Mình giơ tay cho Linh Giang đó nha. Đó, của em là khá là đủ rồi, nhưng mà em đang làm trên Excel hay là trên đâu? Excel. Rồi ok. Thì có một cái công cụ mà chị em tất cả phải có nha, chứ nó là phải có, chứ không thể là em thích thì em làm, không thích thì thôi. Đó chính là Google Sheet. Nó giống như Excel nhưng mà nó là trên mail, trên internet. Ví dụ Google Sheet, đây là một cái file quản lý khách hàng của bản thân mình. Mình có thể bán rất là nhiều dự án, mình có thể làm rất là nhiều năm cho bất động sản, nhưng đây là cái file của mình và tập hợp tất cả các khách hàng của mình đã chăm sóc từ trước tới giờ, và đồng thời là những khách hàng mới. Thì cái tên file đó là do anh chị em đặt và phải sử dụng trên Google Sheet. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta có thể coi được bất kỳ nơi nào có internet. Còn nếu chúng ta làm trên Excel thì chúng ta chỉ coi được khi nào mở máy tính lên, hoặc là cái file đó không được tự động cập nhật. Khi mình quên cập nhật thì mình sẽ bỏ lỡ một số khách hàng đáng lẽ ra là mình có thể chăm sóc. Và nhiều anh chị em hay là cứ lưu trên Zalo nè, rồi sau đó là cứ lưu trên danh bạ điện thoại nè, và cứ nói là ừ em coi trên đây. Nhưng mà cái việc đó nó có cái nhược điểm gì? Mình chỉ coi được tên khách hàng, mình không biết người đó là ai, đặc điểm gì, mình tương tác với họ khi nào, những ghi chú về khách hàng đó. Và sau này khi chúng ta bán cả ngàn khách hàng, cả 2.000 khách hàng, 100 khách hàng, 1.000 khách hàng, làm sao chúng ta biết được ai là ai? Rồi tiếp theo là trong cái Google Sheet nó có nhiều cái sheet nhỏ ở dưới đúng không? Thì các bạn nên lưu theo cái phân loại khách hàng của các bạn, nhưng mà sếp gợi ý thứ nhất là phân loại theo tên dự án. Ví dụ như được cái garden mình có một sheet khách hàng được biết. Rồi tiếp theo mình bán dự án khác hoặc là bán dự án nhà phố, nhưng chúng ta nên lọc một cái nữa là phân loại khách hàng theo khách hàng đã gặp mặt, khách hàng đã giao dịch. Rồi khách hàng hẹn gặp. Đó. Thì khi các anh chị em á, mà mình nhớ ra ở khách hàng hẹn gặp là ai ta, thì mình có một cái sheet riêng rồi, mình sẽ coi được trong một cái file như vậy mình cần có cái ngày, rồi cái tên khách hàng, số điện thoại, địa chỉ của khách hàng, ví dụ ở quận nào đấy, ghi chú. Và nếu hẹn gặp thì cái thời gian hẹn gặp là ngày nào. Thì chúng ta chỉ cần vô một cái sheet là chúng ta có thể coi review lại tất cả những cái trường hợp cần phải chú ý. Giống như Linh Giang nói thì nếu như khách hàng nào mà đang quan tâm, chăm sóc mà có khả năng còn tiềm năng á, chúng ta có thể tô đậm lên, tô màu lên để phân biệt từ cái ông này là đáng để mình follow một cách là tỉ mỉ hơn, đúng không? Một cách là tần suất cao hơn. Còn nếu như anh chị em cứ khách hàng này như kia, nhưng cuối cùng cái file của mình không có nói gì hết, mình nhìn vô mình chẳng thấy ông nào khác ông nào hết, làm sao mình có thể chăm sóc khách hàng tốt được, hiệu quả cao được? Mọi người làm đúng không? Rồi, còn có file đó chưa em? Trên Excel hay trên Google Sheet? Dạ, Excel lẫn Google Sheet. Tại em sợ luôn trên Excel lẫn Google ở máy tính thì lại bị hư, đổ thứ cái đường mắt nên em luôn cả hai. Google là có mạng là được em? Dạ, đúng rồi, thì em vừa luôn trên mạng, vừa luôn ở máy tính luôn. Ừ, rồi ok, đây là lần cuối nhắc tất cả các anh chị em, ai chưa làm thì làm nha. Còn không thì sau này sẽ trả một cái giá rất là đắt. Đó chính là mất khách hàng. Đáng lẽ là mình thấy ông này quan tâm rồi, nhưng cuối cùng mình không có file, mình không review lại được. Cuối cùng mình sao? Mình bỏ sót. Bỏ sót làm sao? Mất tiền, mất giao dịch. Cái giá phải trả rất là đắt, chứ không phải đơn giản đâu. Và đây là cái kinh nghiệm bao nhiêu năm nay, cho nên sếp muốn mọi người là phải làm đúng ngay từ đầu để nó khỏe về sau, và tăng cái hiệu suất của mình lên, và chăm sóc khách hàng, phân loại khách hàng càng tỉ mỉ càng tốt. Hãy ghi thật là cụ thể rõ ràng ra tất cả những đặc điểm liên quan đến khách hàng đó. Rồi
Tiếp theo nữa là cái hướng dẫn gián tác khách hàng trên Zalo á. Tại vì phát hiện ra là các anh chị em không có biết làm này. Trên Zalo mình chat công cụ chat chính bây giờ là chat Zalo với khách đúng không? Thì trên Zalo nó có một cái công cụ là gián tác. Gián tác để phân loại khách hàng theo cái nhãn của người ta. Đó là khách hàng, đó là đồng nghiệp, đó là người nhà, đúng không? Đó là bạn bè. Thì bây giờ mình có ai đã biết làm cái chuyện này rồi? Chỉ làm trên máy tính thôi. Còn những người khác chưa biết đúng không? Thì cách làm của mình là mở Zalo lên. Ai chưa làm được mở Zalo lên. Rồi. Ngay trong cái trang đầu tiên luôn á, mình có thấy cái chữ phân loại không? Rồi, bấm xuống sổ hướng mũi tên thì nó có cái chữ là sổ hướng thì thấy cái chữ gì? Chọn nhiều. Nó có cái chữ gọi là quản lý phân loại, nhấn chung chữ quản lý phân loại. Rồi ở dưới chúng ta sẽ thấy có cái dấu cộng đúng không, và cái chữ thêm phân loại, thì anh em nhấp vô cái chữ thêm phân loại đó. Rồi chọn cái tên mà mình muốn lưu, ví dụ như khách hàng topic hoặc là khách hàng nhu cầu đầu tư hay là khách hàng nam, khách hàng nữ gì đó, tùy mình theo phân loại. Rồi cứ làm đi một cái phân loại, sau đó sau khi gõ tên xong thì mình bấm chữ thêm phân loại. Được không Thắng? Dạ em làm đúng chứ. Được đúng không? Rồi tiếp theo là mình sẽ gắn tác từng người. Ví dụ sau này khi mình bắt đầu có khách hàng mới, chị ơi chị em kết bạn Zalo với chị nha, để em tư vấn thêm thông tin về đối tượng. Thì chúng ta làm sao? Ngay cái chỗ mà chúng ta chấm khách hàng á, trên máy tính thì ngay dưới cái tên khách hàng nó có một cái hình mũi tên, bấm cái mũi tên đấy và chọn gắn thẻ khách hàng lên, được không Dương? Bấm tên một người, đây là một nhóm các bạn, bấm cho một người đi, ví dụ bấm người đó. Rồi ở đây nó có một cái này thì bấm vô, nó sẽ có những cái thẻ phân loại khác thì mình chọn cái thẻ nào mình muốn gắn khách hàng đó. Là khi mà chúng ta muốn xem cái nhãn đấy thì vô trong cái màn hình chủ á, chọn cái phân loại khách hàng là sẽ sổ tất cả ra là khách hàng trong cái nhóm khách hàng mình đã gắn nhãn, sẽ giúp cho mình quản lý khách hàng tốt hơn và không bỏ sót khách hàng, cũng như mình có thể review được mình đã chăm sóc được khoảng 30 người nè, 50 người nè của dự án này, và kể cả những người chưa kết bạn Zalo với mình vẫn gắn thẻ được, đúng không? Có đâu phải ai cũng kết bạn Zalo với mình đâu, nhưng mình vẫn có tin. Thì tất cả mọi người thuộc dự án nào mình cứ gắn thẻ hết đi để mình quản lý khách hàng tốt hơn. Làm được không biết. Rồi em sổ xuống thì nhân đó như thế này, tôi bớt nè, sẽ đổ ra tất cả là cái người được gắn nhãn hay nó phải ra để em review được.